Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho công bố video ghi lại cảnh các hệ thống phòng không S-300 phóng tên lửa trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại một thao trường ở vùng Astrakhan, miền nam đất nước gần biển Caspian. Cảnh quay đặc biệt ấn tượng khi người xem có thể nhìn thấy các tên lửa S-300 gầm rú phóng ra những ngọn lửa và đám khói rực rỡ để lại những hình ảnh ngoạn mục trên nền trời xanh. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ những pha quay cận cảnh chuyển động chậm cho tới những cú bắn tầm xa đẹp như tranh vẽ đã được Bộ Quốc phòng Nga ghi lại cho thấy nhiều góc bắn khác nhau của hệ thống tên lửa S-300 Pavozid trong quá trình tấn công mục tiêu. Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 Nga tham gia diễn tập tại Astrakhan. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Quân đội Nga cho biết, khoảng 300 binh lính cùng hơn 100 phương tiện quân sự đã tham gia vào cuộc tập trận lần này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được phát triển lần đầu từ cuối những năm 1960, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đã trải qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hệ thống có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 195 km, tùy thuộc vào chủng loại tên lửa được sử dụng.